nhận hối lộ để tạo điều kiện cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường. Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường. Ban đầu dự án cho công ty cổ phần thương mại và bất động sản Thăng Long làm chủ đầu tư, có tổng vốn là hơn 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn Phúc Sơn. Thì đến nay thì dự án đã trải qua 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Tổng diện tích dự án là trên 186 ha thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó phần đô thị là gần 93 ha, phần chợ kho vận chuyển hơn 61 ha. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn của Bộ Công an, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này. Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phúc Sơn, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trung tướng Tô Ân Sô đưa tin. Dự án này từng có giai đoạn khiến nhiều người chú ý và giá bán sang tay lên tới 30 đến 60 triệu đồng một mét vuông thời điểm chưa được bán, chỉ ký hợp đồng có vốn. Đến nay những người chót đầu tư vào đây đang đứng ngồi không yên. Dự án từng được nhà đầu tư đánh giá là đắt đỏ nhất, bậc nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm sốt năm 2021, giá của mỗi dự án mét vuông này lên đến 115 triệu đồng. Khi cơn sốt qua đi, với việc chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam, thì hiện nay giao dịch tại dự án rất chậm lắng. Dự án đến nay còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, cỏ thì bọc u tùm là dự án chợ đầu mối. Một công trình thuộc dự án đang thi công dang dở, dãy nhà thì hoang lạnh bên trong dự án đầu mối. Một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường cho biết, sau khi tập đoàn Phúc Sơn bị điều tra các sai phạm, thì huyện đã cho rà soát tất cả các dự án trên địa bàn. Đối với khu chợ đầu mối, có khoảng 20 hộ tìm đến chính quyền để nhờ hỗ trợ đảm bảo các quyền lợi. Sau khi tiếp cận phản ánh, chính quyền cũng đã giải thích cho người dân rằng phải chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Chờ kết quả như thế nào sẽ thông báo sớm cho các nhà đầu tư làm rõ.